Tử vi tuổi Dậu tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần, trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhận nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi của các gia chủ tuổi Dậu trong tháng 1 năm Tân Sửu 2021 âm lịch. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho những người tuổi Dậu trong tháng 1 năm 2021. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Dậu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Dậu sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 1 năm 2021, từ ngày 24 tháng 2 dương lịch. Có nạp giáp là Quý Mão, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1981 và mệnh chủ Đinh Dậu sinh năm 1957. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 1, tức ngày 8 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1969 và mệnh chủ Đinh Dậu sinh năm 1957. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dậu trong tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 1, tức ngày 13 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 1, tức ngày 25 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 1, tức ngày 9 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Gia Trung Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước phát triển rõ rệt trong tháng 1 âm lịch. Một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bạn luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để mình rèn luyện bản thân,
cũng như khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó vẫn có một số khó khăn sẽ xảy ra với bạn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ khó có thể bứt phá trong sự nghiệp của mình. Trong tháng này, đối với những người tự kinh doanh hoặc doanh nhân tuổi Dậu, bạn không nên cầu thả, phải cực kỳ cẩn trọng trong công việc, lựa chọn đối tác, đặc biệt là khi ký thỏa thuận hoặc hợp đồng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch sẽ có được sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là từ những người kinh doanh, buôn bán. Chỉ cần bạn dùng tâm để bán hàng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong muốn, thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Mặc dù thu nhập tốt, nhưng chi tiêu cá nhân của bạn cũng sẽ tăng nhiều. Vì vậy, bạn nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để giữ cho thu nhập và chi tiêu được cân bằng. Ngoài ra, tháng này những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào nhiều việc, trong đó có cả sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang minh quang pháp bảo bên mình, sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp cho gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ ba, về mặt tình duyên. Chuyện tình cảm của những người tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch vẫn rất khó khăn. Bạn thậm chí còn mắc thêm nhiều sai lầm nối tiếp nhau khiến cho tình cảm rạn nứt, đôi bên hiểu lầm, mâu thuẫn sâu sắc. Đừng tình trắc trở, người độc thân khó tìm được một nửa cho mình. Bạn đang đặt mình vào thế khó khi mà bạn đòi hỏi quá nhiều thứ. Mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có dấu hiệu lung lay, trong khi bạn muốn có chút thời gian để sắp xếp lại công việc bộn bề để nghỉ ngơi, nạp năng lượng thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác. Có thể cái họ muốn là sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Để chuyện tình duyên san sẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt, kích thích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch rất đáng lưu tâm, bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này. Vì thế, bạn nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp và nên tập luyện thường xuyên. Ngoài ra, trong tháng này, người tuổi Dậu cần tránh làm việc quá sức, đặc biệt cần chú ý về não huyết. Bạn cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Để giúp các gia chủ yên tâm, khỏe mạnh hơn, các gia chủ tuổi Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc. Tử vi của từng tuổi Dậu trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Người tuổi Đinh Dậu trong tháng 1 âm lịch cần chú ý nhiều các vấn đề mối quan hệ xã hội trong tháng này không được như ý, sẽ vướng phải thị phi. Tốt nhất nên hạn chế lo chuyện bao đồng, hãy nói ít làm nhiều. Trong việc đối nhân xử thế nên linh hoạt hơn một chút, tránh để kẻ xấu đứng phía sau bàn luận về mình rồi lại theo dệt nên những tin đồn vô căn cứ. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia các hoạt động với bạn bè đồng trang lứa, nâng tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi để tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được đảm bảo. Ngoài ra, người tuổi Đinh Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ hai, Kỷ Dậu sinh năm 1969. Vận trình của người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 1 khá tốt đẹp, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác.
Vậy nên người tuổi Kỷ Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ xung quanh mình. Thứ ba, Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 1 âm lịch, vận khí khá tốt. Chỉ cần tuân theo những kế hoạch định ra từ trước thì có thể đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy nhớ câu, cần cù bù thông minh, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ ngay tới việc nhờ cậy người khác mà cần phải có ý thức tự giác dựa vào chính sức mình. Ngoài ra trong tháng có quý nhân phù trợ chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có thể đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo. Cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tinh thần, cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi. Người tuổi Tân Dậu nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giáp khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Những người Quý Dậu trong tháng 1 năm 2021 này vận trình nửa đầu tháng khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh cũng có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Ngoài ra, về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên sẽ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Quý Dậu tháng này cũng gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Tháng này, chuyện tình duyên không có nhiều khởi sắc nên bản mệnh cần mang bên mình vòng tam giác khai vận để tăng cường vận khí, giúp chuyện tình duyên được hanh thông, thuận lợi. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Dậu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!